Để đón mừng năm mới, Treasure Island Resort and Casinos sẽ mang đến quý khách một chương trình hội tụ những ngôi sao tên tuổi từ các trung tâm lớn tại hải ngoại như Minh Tuyết, Tấn Anh, Ngọc Hạ, Angel Gia Hân, Giang Sơn, Bảo Liêm và Đoàn Vũ Công từ Hollywood, California. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý khách tới chung vui với chương trình và cùng cười trong dịp đầu xuân năm dần vào lúc 8 giờ tối ngày 19 tháng 3 năm 2022. Từ 2 giờ trưa trở đi, quý khách có thể ghé quầy Island Sports Office để nhận vé miễn phí.